Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, 8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe theo quy định tại thông tư 24 của Bộ Công an. Cụ thể đó là các trường hợp xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, xe bị mất cấp, bị chiếm đoạt, không tìm được hoặc là xe thải bỏ, chủ đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, số máy, số khung bị cắt, hàng, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.